xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Ký ức vui vẻ mùa 4. Ngay sau đây sẽ là thử thách của đội thập niên 70. Đây rồi, đây là quán cơm Đại Hàn. Có món kim chi giống ở bên mình. Mời tôi. Bà ơi, chuẩn bị cơm lẹ đi nha, có khách tới rồi đó. Rồi. Mấy cậu ngồi đi mấy cậu. Cho 3 phần cơm tấm kim chi. Rồi bà ơi, 3 phần cơm tấm mà kim chi nhiều nha. Rồi, lấy liền. Hai đứa vô ngồi đi, hai đứa. Ê, gái Việt Nam đẹp. Em hai dĩa. Anh mẹ. Anh ba. Cho anh dĩa như cũ nha. Dạ rồi. Anh ba khỏe không anh ba? Khỏe, mới ăn cơm tấm nè, chứ khó tiêu ăn cháo rồi. Chú ba vui tính quá. Cảm ơn chị ba. Dạ. Chào anh Miễn nha. Dạ chào anh Lai. Dạ lâu quá không thấy anh ghé quán. Tôi bận lắm. Sao? Dạo này có gì khác không? Dạ, dạo này quán đông khách lắm anh. À, bữa nay á bà vợ tôi á, bà có nấu nồi nước sâm ở trong bếp á. Không mấy anh vô trọng thử nha. Rồi. Theo tất cả mọi người, ai trong số những vị khách này là biệt động Sài Gòn? Wow. Chúng tôi đang muốn mang đến cho quý vị một không gian của một quán cà phê, một quán cơm của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Ở trong cuộc chiến này có lực lượng biệt động Sài Gòn để lại một dấu ấn vô cùng to lớn, đặc biệt là cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Đây là thử thách của đội thập niên 70. Hai chị có thể lên tận nơi. Chắc là phải lên tận nơi quan sát để xem là dấu hiệu nào hay là ai. Tất cả cơm đều với quan nhau sát thật à? Kỹ ạ. Tất cả các chiếc cơm đều giống nhau chị ạ. Trợ lý có thể lên quan sát nhau, cùng chưa? Vâng. Sau đó thì biết rồi, đã nhớ tới một chi tiết ở trong cái vở kịch này rồi. Đội thập niên 70 sau khi quan sát xong thì hãy trở về chỗ ạ. Nó phải món giống nhau. Câu hỏi của đội thập niên 70 đó là trong quán cơm này có hai người nữa cũng là chiến sĩ biệt động. Hai người là ai? Hai người là biệt động, là hai bạn số 4 và số 5. Bởi vì thứ nhất là đây là quán cơm Đại Hàn Kim Chi và mọi người đến đây có vẻ là rất là biết món. Nhất là ông số 6. Ba anh lính kia thì rõ ràng là trông là lính rồi. Với cái nhận xét của Xuân là hai bạn này. Như vậy là đội thập niên 70 lựa chọn là số 4 và số 5 là hai chiến sĩ biệt động. Và đáp án cuối cùng của chúng ta chính là số 4 và số 6. Về phần này chúng tôi muốn nhờ chính những chiến sĩ biệt động thực thụ của chúng ta năm xưa. Họ sẽ có những giải thích để chúng ta hiểu. Kính thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Minh Nghĩa, vẫn được gọi là Chín Nghĩa, cựu biệt động Sài Gòn ạ. Bác Nguyễn Ngọc Huệ, cựu biệt động Sài Gòn. Bác Phan Văn Hôn, vẫn gọi Bảy Hôn, xin được chào mừng bác. Bác Đặng Thị Thiệt, cựu biệt động Sài Gòn. Và một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là anh Trần Vũ Bình, là con của hai chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai và Đặng Thị Thiệp. Cảm ơn anh đến với chương trình hôm nay. Chúng cháu muốn nhờ bác Phan Văn Hôn ạ, bác Bảy Hôn, dấu hiệu nào hay điều gì để mà mọi người biết rằng là họ chính là những chiến sĩ biệt động. Xin mời bác ạ. Xin trả lời. Biệt động Sài Gòn là cái gì? Nói chung là coi như là tuyệt mật. Không ai quen ai, không ai biết ai, mà ta biết nhau được là quan hệ bằng tín hiệu. Ta bẻ cây tâm, ta làm dấu nhân hay là dấu cộng chẳng hạn. Vâng. Đấy là để cho người ta phát giác ra đó là cái tín hiệu của biệt động Sài Gòn. Không có cái đó thì người nào cũng giống như người nào, làm sao mà hiểu được, phải không? Dạ vâng, thưa các bác, cái ký ức mà đánh vào Dinh Độc Lập, thưa bác Bảy Hôn, có lẽ với bác bây giờ vẫn còn in rất sâu đậm, đúng không ạ? Tôi là
nhân chứng lịch sử, người trực tiếp đánh vào Dinh Độc Lập. Tôi nói rằng cả đời này tôi cũng thầm kính và tôi rất nể nang. Ông Trần Văn Lai là một nhà thầu khoáng trang trí nội thất của Dinh Độc Lập, đã xây một cái căn hầm để mà chứa cái vũ khí cho biệt động Sài Gòn để đánh Dinh Độc Lập. Thì có quá trình tích lũy này lâu dài lắm, 5-7 năm trời. Mà lúc đó là cái tình báo mật vụ của Sài Gòn 30.000 nó như con mắt thơm, nó theo dõi, nó rình rập ta suốt. Sơ hở ra cái máy chém sát bên của Từ Ngô Đình Diệm lực 10-59, nó không tha mạng nào. Mà con người dám làm được cái việc đó, đó là cái vỏ bọc của gia đình của ông Trần Văn Lai. Cái thứ hai, chiến sĩ biệt động thì bây giờ hy sinh hết. Còn tôi, đồng chí Vũ Minh Nghĩa đây, ta đánh chỉ có 15 người trực tiếp thôi. Mà khi nhận được cái nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập thì bây giờ cái trạng thái của anh em hết sức là nô nức mừng và phấn khởi. Ai cũng nở một nụ cười. Đi vào chỗ đó là chỗ chết mà cừ. Chúng tôi 15 người hy sinh hết 7, còn lại 8, 8 đó mà hy sinh hết 4. Chết ở Dinh Độc Lập chúng tôi hoàn toàn là danh dự, và cái chết đó hoàn toàn là xứng đáng để đem lại cái sự sống còn của một cái dân tộc. Trong cái đợt nội thân đó thì có nhiều cái đội đánh vào 7 cái điểm ở trong thành phố. Các điểm kia đều là các anh nam, chỉ có riêng Dinh Độc Lập là có nữ thôi. Khi tôi vào biệt động là tôi có một cái yêu cầu làm sao tôi trực tiếp cầm súng chiến đấu ở trong thành phố này. Trong cái đợt ngũ thân năm 68 thì tôi đạt được yêu cầu đó. Mừng thì cũng có nhưng mà lo rất nhiều. Tại vì mấy anh thì cầm súng chiến đấu ngoài chiến trường rất nhiều. Còn riêng tôi là lần này cầm súng chiến đấu lần đầu tiên, mà coi cũng như là lần cuối cùng. Và tôi cũng hứa với thủ trưởng là dù tay yếu chân mềm nhưng tôi quyết làm sao để xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Triệu. Và tôi cũng xứng đáng là một người con gái của quê hương Củ Chi. Tôi được trang bị cây K54 và một cây cạc bin. Nhiệm vụ thứ hai là làm cứu thương. Khi các anh có bị thương thì chúng tôi sẽ sơ cấp cứu. Nhiệm vụ thứ ba, khi chiếm được Dinh Độc Lập thì tôi dùng máy phóng thanh ở đó để kêu gọi hàng ngũ người quân người quyền trở về với mặt trận của mình. Đó là ba nhiệm vụ. Nhưng mà khi vào trận địa rồi thì rõ ràng là thuốc men với lợi băng đó không có cung ứng hết được. Các anh lọt vào bên trong cái cửa thì sau đó tụi nó phản kháng lại. Các anh hy sinh ở trong cửa đó. Nhiệm vụ cứu thương. Nhưng trong tay tôi hiện bây giờ chỉ còn một cái cuộn băng vải và mấy cái viên thuốc thôi, chia cho các anh hết. Đến khi nói cái này thì nó cũng vừa xúc động mà cũng vừa thấy là một cái nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành đối với thủ trưởng của mình. Thì lúc bây giờ là đồng chí thủ trưởng bị thương, thì đồng chí kêu là Nghĩa ơi, anh bị thương. Tôi mới kêu anh ba đưa đem băng cho anh ba. Thì anh nói không, em để cuộn băng đó để băng các anh em, còn anh vết thương anh rất là nặng, em đừng có băng uổng phí. Trong khi đó thì tay tôi đè cái vết thương của anh ba nhưng máu vẫn trào ra. Thì tất cả anh em mới tập trung lại. Thì anh ba mới nói là anh biết vết thương anh rất nặng, anh không cùng với các em đi đến đoạn đường cùng. Nhưng dù gì đi nữa thì các em cũng bám trận địa chờ lực lượng tới tiếp viện, không rút lui. Đây là mệnh lệnh. Thì anh ba ngã trên vai tôi và tắt thở. Tôi xin nói tiếp cái này. Đau xót nhất là cái gia đình cơ sở ở đây của ông Trần Văn Lai. Sau khi mà nó phát giác được rồi, nó tới đó nhà còn đóng cửa đó mà đạn nó bắn, bây giờ lủng lỗ tôi còn để nguyên cái hiện trường đó mà. Thưa với tất cả cô bác chị em, nó có thế này.
Bởi vì cái chuyện biệt động Sài Gòn, lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng to, năm ba người thôi mà đánh như vậy là nó chấn động không riêng về Việt Nam mà nó cả thế giới, thấy không? Dân dự. Trong các chiến sĩ biệt động thì có một lực lượng mà cũng rất là quan trọng, đó là lực lượng giao liên. Cô Nguyễn Ngọc Huệ, cô có thể chia sẻ với mọi người về cái công việc ngày đấy của cô ạ, nó có những cái khó khăn gì ạ, thưa cô ạ? Ở đây tôi xin có ý kiến cái thiệt là giờ cũng như hãnh diện được lên sân khấu này để mà mình tưởng nhớ hồi xưa của mình. Mậu Thân 68 á, mấy ông mấy ngụy trang vũ khí tôi chuyển được cũng 5-6 lần. Đàn AK là đóng dán gỗ, dán có tắt máy vậy á. Tôi đi mua gạo, đổ lớp gạo, lớp đạn AK, đóng khóa lại, đánh mặt ni lại, cũng nằm lên. Ông lên mà chui con cái trời đất ơi, hồi nãy tôi coi thì không có lính, im re hết rồi tôi mới ra, ai về lính trong đồn ra quá trời đất ơi, tôi chết rồi. Em lên thôi, chở gì đó em gái? Ôi dạ, em có bộ văn gỗ này đẹp quá trời đi mà em muốn đem ra ngoài ấp chiến lược đó, bà nội em gỡ chứ để trong vùng giải phóng mà máy bay rồi, bom pháo hư uổng lắm mấy anh ơi, em không bộ vậy hả? Trời. Vậy thì tụi bay phụ người đẹp. Nó cái chú Năm Lai vô cũng ve xe, cái tới chừng mà để xe lên xong xuôi hết cái rồi thôi chú làm ơn chú biết nhà nội tôi rồi đó, thôi chú đem gì giữ giùm đi, nhưng không rồi tôi vô tôi đi sau. Nói vậy đó là đợt đó cũng lọt luôn. Nó ngắn ngắn thôi chứ còn nữa dạ. Nhiều lắm. Cảm ơn bác. Và lúc nãy thì chúng ta thấy là các bác ai cũng nhắc đến bác Năm Lai rồi bác Thiệp. Vâng, chúng cháu rất muốn được nghe bác Thiệp cũng có thể chia sẻ về cái quá trình mà bác nuôi giấu bác Lai sau khi bị lộ của 568 á. Xin thưa là năm 1964-65 á, hoàn toàn tôi không biết ông Năm Lai là ai hết á. Nhưng mà khi ông ra chiến khu ủng hộ, lúc đó ông Năm Lai á, là 40 tuổi thì tôi mới 19-20 à. Và tôi nghe ông được lệnh là về phải đi mua nhà rồi đào hầm, thì tôi đi mua nhà với ổng là đóng vai già bé, là người ta hỏi mua nhà thế nào thì ổng nó mua cho già bé. Cuối năm 67 á thì mấy chú này về nè, thì mấy chú xuống hầm hết, tôi viện đồ ăn đồ uống xuống hầm, rồi là tôi đưa hai đứa con tôi về ở chỗ khác chứ không dám ở đó. Thì đánh Mậu Thân xong là ổng nhảy được, ổng trốn một cái nhà đồng chí nào đó. Từ đó về sau cứ liên lạc là tôi phải ra chiến khu. Chứ ông nhà tôi là nó treo bảng nhiều nơi là nó truy nã ổng. Dạ, vâng. Và đến ngày giải phóng thì là hai bác là có tất cả là 6 con đúng không ạ? Vâng. Hôm nay có anh Bình tham gia. Anh là con trai của bác Lai và bác Thiệp. Chúng tôi muốn mời quý vị để lắng nghe những chia sẻ của một người con của những chiến sĩ biệt động. Xin mời anh Bình ạ. Được dự cái buổi hôm nay rất là xúc động từ đầu đến giờ. Ở đây trước mẹ mình thì chỉ biết có mẹ thôi, gia đình tôi là không hề biết có cha. Ba tôi á, mà nếu như có về thăm tụi tôi á, tôi phải kêu bằng má. Trong nhà có hai má lận, chứ không có tên ba. Có lần nữa tôi cũng vui sướng quá thì kêu bằng má đó. Má Bình lớn quá thì ba đánh, nói là xung quanh xóm nghe là có người lạ. Mẹ tôi cũng chịu đựng nhiều lắm, chịu đựng là mẹ tôi là đóng vai vợ bé. Thì khi các cái vợ của các cái ông cảnh sát, các cái sĩ quan đó, là người ta ghét cái người làm bé lắm. Chúng tôi là được nhốt ở trong một cái nhà, đó là cái nhà đó là 720 Võ Duy Huy, bây giờ là Nguyễn Kiệm, phường 4 và Phú Nhuận đó. Không hề biết bên ngoài sinh sống như thế nào. Vì chúng tôi đi ra ngoài là nó bắt con là nó sẽ bắt ra cha. Thì cái hoàn cảnh đó nó thành một cái ký ức. Như hồi nãy MC Thảo Vân thì có nói là lưu giữ ký ức thì đầu tiên là phải có ký ức đó. Từ ký ức trong đầu đó tụi tôi mới biến thành các ký ức hiện vật. Cái cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm đại hàng đó là những cái di tích lịch sử. Nó từ năm 42 mà cụ tôi phải mua và sắm sửa và phải đưa cho các cái cộng sự đứng tên. Thực sự cụ cũng chả đứng tên được bao nhiêu á, vì lý do đứng tên nó lộ hết. Đó là những cái điều mà đáng quý, đáng mừng, nó cũng do cái lịch sử nó cũng may mắn cho mình. Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Có những người như anh Bình với tâm, với những suy nghĩ và với mong muốn vô cùng tốt đẹp, lưu giữ những kỷ vật và những chiến tích của các thế hệ cha ông của mình. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan ạ, là một người rất may mắn tham gia trong bộ phim Biệt động Sài Gòn, mà cái nguyên mẫu chính là được xây dựng từ hình ảnh các cô, các chú, các bác đấy ạ. Em chào bác, chào chị ạ. Em chào chị, chào bác,
trời. Thưa các bác, thưa em Bình, em là rất vinh dự. Cách đây 36 năm, em được đạo diễn Long Vân mời hóa thân vào vai Nico Huyền Trang trong phim Biệt Động Sài Gòn đấy ạ. Nghe các chuyện của bác hôm nay thì càng rất là xúc động. Rất là tiếc rằng năm tháng qua thì những chiến sĩ biệt động rồi cũng đi về cõi. Thế thì còn lại rất ít. Nhưng mà chính các bác là những vốn sống cho những cái thế hệ trẻ ngày hôm nay. Người ta biết được những năm tháng chiến tranh gian khổ của các bác đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc này ạ. Và lần nữa xin cảm ơn các bác và rất là xúc động. Mong rằng là những hình ảnh của các bác sẽ được lan tỏa mãi cho nhiều thế hệ trong cuộc sống ngày hôm nay ạ. Vâng. Cảm ơn chị Thanh Loan. Và một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị, để chúng ta cùng cảm ơn những chiến sĩ biệt động Sài Gòn, những người con tuyệt vời. Cùng cho anh bình quang từng nơi nghèo khổ, khu nhà tranh tam canh ngoài ô diễn xiết đêm ngày. Quê nhà ta đau đớn lầm than sau bó nghe tin người. Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây. Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi, quê hương kêu gọi tiên lên dệt quân mi. Tiếng về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này, tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Bao ngày qua tan tóc khổ đau đã biến thành căm hờn. Căm hờn dân tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường. Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân. Đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do. Tiến lên giết giặc xiết thêm chặt vòng vây. Tiến vô Sài Gòn đánh tan tành giặc Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Chân cuối ta trên này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. À là ở đây đúng không ạ? Dạ con nhờ cô. Chào con. Chào con. Dạ con tên là Trần Trọng Nhân. Năm nay con 12 tuổi. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho các cô chú Bảo tàng tình báo biệt động Sài Gòn. Trời ơi, chào con quá. Trời ơi, 12 tuổi thôi mà đã là hướng dẫn viên rồi. Các cô chú, đây là các hình ảnh còn lưu giữ lại của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Ừ. Và rất là đặc biệt, đây là bác thủ trưởng đã chỉ huy biệt động Sài Gòn. Và đây là bác Tô Hoài Thanh, hay còn gọi là Hồ Văn Phó. Còn một người rất là đặc biệt nữa đó chính là ông Nguyễn Văn Chổi. Đây, ông cũng là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn luôn ạ. Ông là người đã hy sinh do bị Mỹ tử hình. Lý do là ông đã đặt bom trên chiếc cầu Công Lý và bây giờ là cầu Nguyễn Văn Chổi. Dạ, đây là một cái gian phòng khách để các cô chú biệt động Sài Gòn có thể ngồi bên nhau, có thể trò chuyện với nhau và có thể trao đổi hư từ để đánh giữ độc lập vào năm 1968. Và ngoài ra nơi này còn là một cái công ty nghiệp đoàn của ông nội con dùng để may những cái rèm sofa trong Dinh Độc Lập và bây giờ vẫn còn giữ nguyên vẹn ở bên trong Dinh Độc Lập. Ồ. Là do ông nội con đã may những cái chiếc sofa giống như vậy.
Thấy chú coi là cái chỗ mà để có thể chứa được cả tấn vũ khí á là nó nằm ở đâu con? À, Phó Văn Tặng, dạ anh đi lên nè. À giờ mình đi lên hả? Giờ mình qua dọn. 3 tấn mấy 4 tấn. Ba tấn mấy 4 tấn. Nó đào nguyên cái nhà tư với ông nhà tư đào nè. Dạ, bây giờ nhờ hướng dẫn viên du lịch dẫn đi nè. Rồi, hướng dẫn viên. Chào mừng cô. Đây là căn nhà 270/87 Võ Văn Tần, là nơi cất giấu 3 tấn vũ khí để đánh Dinh Độc Lập vào năm 1968. Chị đố em cửa hầm ở đâu đấy? Em thì thật ra là em có thể. Bây đi mà giỏi. Wow. 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 Mình dựng tạm ra. Xuống chung loại mọi người xuống đỡ. Yeah. Sau thì này cái cảm giác mình bắt đầu cứ như kiểu sống lại những cái năm tháng ngày xưa đúng không? Cái kiểu cảm giác đấy. Ống tủ hài luôn này giống như là căn cứ bí mật rồi đó. Thôi ngập thở ngập thở ngập. Trời ơi. Các em nhìn này, một hầm vũ khí này. Trời ơi. Trời ơi. Ngày súng xưa lục chắc này. Vũ khí như vậy hả chị? Này, súng lục lựu đạn. Cái cảm giác của chị này, gai ốc luôn nổi hết lên này. Bây giờ mới là kiểu trông như nhà chứ ngày xưa bọn em hình dung cách đây mấy chục năm đúng không? Mà khi mà đây là có một cái hầm bé tí như thế này mà mọi người nhỉ, các cô các chú ấy thấy không? Ở trong cái hầm này và vận chuyển hàng hầm bao nhiêu đạn dược như này, sợ không? Có những người phải nói thật là mình ngưỡng ở đây ở dưới này mấy năm trời. Đúng rồi. Ở dưới này mấy cái năm. Hầm lên xuống như này thôi, một căn cứ bí mật như này. Đây, bản đồ của thành phố ngày đây này. Và em hình dung nhé. À, đây nè, Ti. Đây. Nè, cái này mới là cái nắp đúng đây nè. Này. Rồi, đây này. Năm xưa nè. Bởi vậy hình như cái cô nói là phải có người ở dưới đẩy lên đúng thì rồi. Mới nổi chứ chính người xác, trên không thể người trên không thể nhấc lên được. Chứ làm sao mà làm gì có cái gì để em nhấc lên được? Nếu mà chỉ cần có cái gì nhấc lên thì nè, rất là khó mà, đúng không? Mà cái đồ móc hồi xưa nè, giấu kỹ nó như vậy luôn nè. Đó. Đẩy vô là mất tiêu nè. Sắp tới chưa con? Dạ sắp tới. Trời nhìn quen đúng không chị? Đẹp quá vậy. Cổ nhất con đường. Y chang lúc ở trên sân khấu mình ngồi đó. Trời đẹp quá. Đẹp. Dạ đây là cái bảng cà phê đậu phụ cơm tấm đại hàng. Và có một điều rất là đặc biệt đó chính là lá cờ. Lá cờ này là lá cờ mặt lá trận cờ này là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đúng dạ. không? Ở đây là nhìn cái căn nhà này không gian nó cũng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nơi đây là nơi có 3 căn hầm lớn và 2 căn hầm nhỏ. Wow. Trong một căn nhà nhỏ như vậy. Và bây giờ con sẽ giới thiệu căn hầm bí mật. Cái hầm này được ngụy trang bằng một cái tủ quần áo bằng gỗ. Thì khi mà con mở cái cửa của tủ quần áo này ra sẽ là một căn hầm. À, căn hầm này là cao 3 mét. Các cô chú biệt động Sài Gòn dùng để thoát khi mà có động hoặc là bị địch phát hiện. Thì mình sẽ chui xuống đây và mình thoát ra các con đường khác như là con đường Nguyễn Văn Nguyễn, Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng. Và đây là các đồ dùng của ông nội con trong công việc là một nhà thầu khoáng Dinh Độc Lập. Đây là căn hầm thứ hai, là căn hầm nổi. Và nó đã được ngụy trang bằng một cái lớp ván gỗ như vậy. Thì sẽ không làm cho địch phát hiện được, không làm cho địch dễ phát hiện. Khi mà mình mở cái lớp ván này lên. Dạ. Yeah. Đây là căn hầm nổi. Cũng có chiều cao là 3 mét, đi chang như căn hầm bên kia. Thì các cô chú bên đồng Sài Gòn đã dùng những sợi dây buộc cái lon nghi gô này lại. Và trong cái lon nghi gô này đựng vàng, bạc, thuốc tây là dùng để chuyển ra các chiến khu ở bên những cái vùng biên giới như là ở Campuchia và các quốc gia khác. Và sau đó thì mình sẽ thả xuống. Và còn một cái điều cũng rất là hay nữa thì đây là cái vách nhà giữa nhà mình và nhà bên kia. Bên đây là nhà của các cô chú biệt động Sài Gòn, còn bên kia là căn nhà của Trung tướng Ngô Quang Trưởng của chế độ cũ. Cô chú dùng rồi. Con rồi. Con đi. Mời con dùng luôn. Quý vị các bạn đang thấy là Thỏ Vân đang có những phút rất là thảnh thơi thưởng thức một ly cà phê không hề bình thường chút nào. Ngạc nhiên không khi mà có những cái quẩy? Sao lại uống cà phê với ăn quẩy? Đây là điều Vân cũng chưa thấy bao giờ. Nhưng ngày xưa đây sẽ là một bữa sáng, một sự kết hợp tuyệt vời luôn. Nói về câu chuyện này thì phải trở lại những cái năm tháng trước. Những cái năm 60, 70 thì có những cái loại cà phê rất là phổ biến, ví dụ như là bạc xỉu của người Hoa hoặc là cà phê trứng.
nhưng có một loại cà phê đặc biệt, đó là cà phê bơ Pháp của Sài Gòn ngày đó. Tại sao lại là cà phê bơ Pháp? Đây chắc là một câu hỏi mang lại cái sự ngạc nhiên cho rất nhiều người đúng không ạ? Và đây quý vị các bạn thấy không? Đây là một hộp bơ Pháp thời đó. Và khi uống thì người ta sẽ cho bơ vào với cà phê. Tôi không thể hình dung được là nó sẽ mang lại một hương vị như thế nào. Tuy nhiên thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi trước cho quý vị khán giả của chương trình số này. Khi chúng ta cho bơ vào cà phê, chúng ta sẽ cho bằng cách nào? A là chúng ta cho bơ vào trong cái phin cà phê. B là chúng ta sẽ phết một lớp bơ ở dưới đáy phin cà phê. Và C là chúng ta cho bơ vào trong cái ly cà phê này và chúng ta nguấy lên. Quý vị khán giả hãy nghĩ xem là cách nào là cách đúng.